Logo Nhuân xin kính chào quý khách. Nay ngày 17 tháng 11 năm 2017. Thì Nhuân xin trân trọng giới thiệu chiếc giường gỗ hụ có kích thước là 1m8 x 2m. Đục mẫu là giường hồng trà mai. Và đã được Thành Nhuân chúng tôi hoàn thiện xong phần bánh vô ly, chuẩn bị đầu giờ chiều sẽ bàn giao cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Khách hàng này mua luôn là 4 chiếc giường. Trong đấy có 2 chiếc giường gỗ hương và 2 chiếc giường gỗ hụ chúng tôi đã bàn giao. Hôm nay còn một bộ bàn ghế ăn và một bộ phòng khách gỗ mun hoa da báo. Trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi sẽ quay lại một lượt cái phần chi tiết của cái chiếc giường hồng trà mai này để cho những khách hàng ở xa không xem trực tiếp được có thể xem qua màn hình, cũng như là nhiều khách hàng đang cân đối cái sản phẩm của Thành Luân có thể chiêm ngưỡng thêm một mẫu giường nữa là mẫu giường hồng trà mai gỗ vụ đã được Thành Luân hoàn thiện xong phần bánh vô ly, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Tại cơ sở 1 chúng tôi đang có rất nhiều cái mẫu giường như thế này trưng bày. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm đỉnh cao như này hãy liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân qua hai số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Giờ tôi sẽ quay về chi tiết đường nét của từng bộ phận một. Mẫu giường hồng trá mai này chúng tôi làm cái ván ở giữa này là điền tấm đục mô phỏng theo mẫu cổ điển, tân cổ điển của châu Âu. Trước là cái mẫu này là có thể bọc đệm, và bây giờ quý khách mà không thích dùng gỗ có thể bọc đệm mà vẫn được. Toàn bộ cái phần đường nét đục chạm là hoàn toàn là đục thủ công với tay. Đây, toàn bộ đục thủ công với tay, bông hoa hồng đang nở và một đôi chim rất là sinh động và rất là đẹp. Trường điền rất là dày, thành giường chúng tôi dày là 10 phân, đỉnh cao vô cùng. Hoa hồng đang nở rất là đẹp. Toàn bộ đã được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện xong phần bánh vô ly. Và phía trong kia là bộ bàn ghế ăn gỗ mun hoa da báo gồm có 10 ghế một bàn, bàn chữ nhật 95 x 1m 2m4. Bàn chúng tôi đã xong phần vô ly để đầu giờ chiều bàn giao cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Và trước khi bàn giao cho khách hàng tôi sẽ nên view clip để giới thiệu mặt hàng đã hoàn thiện xong cũng như là những khách hàng xem qua màn hình để thấy được cái giường nắp lên hoành tráng đẹp cỡ nào. Thì tại hai cơ sở chúng tôi rất là chật, nhiều lúc là không thể bày lên từng cái một, nên là những lúc hoàn thiện này mới có cơ hội để nắp lên hoàn thiện cũng như là để quay cho những khách hàng xem luôn. Thì trong này là bộ bàn ghế ăn gỗ mun hoa da báo gồm có một bàn và 10 ghế. Cái bàn ăn này khách hàng ở Hải Phòng nó đặt chúng tôi cách đây được 1 năm rồi, nên chúng tôi chọn cái mặt bàn vân rất là đẹp, đỉnh cao vô cùng, ghép đôi. Riêng cái lá đỏ này là ghép đôi, lá mặt bàn ăn này là ghép đôi hai miếng, vô cùng đỉnh cao, hiếm có tìm. Mà bây giờ mà đặt chọn cái mặt bàn như này cũng rất là khó mà lại ghép đôi như này. Thành viên chúng tôi đã chọn từ năm ngoái mới được cái mặt bàn đẹp như thế này. Bộ bàn ghế ăn 10 ghế một bàn mun hoa da báo, toàn bộ cái phần đục chạm là bằng tay 100%, cũng như cái ván mặt như bàn ghế đây vân hoa là toàn diện đẹp, toàn diện hết. Ở clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Quý khách hàng có nhu cầu muốn đặt hay là muốn sở hữu ngay cái sản phẩm đỉnh cao như này thì liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Thành Luân qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Thành Luân chúng tôi tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại cơ sở 2 số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Dơ lên, để dưới. Rồi. Đây ông Mr. Bình tăng xuống cơ sở 2 để tăng cường và hoàn thiện xong cái phần một số mẫu. Tầm này đang lúc 12 giờ trưa, chúng tôi đang công nhân đang nghỉ. Đầu giờ chiều chúng tôi sẽ cho bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê gồm 10 món ra giới thiệu cho những khách hàng ở xa xem, cũng như là khách hàng ở Hải Phòng xem được toàn bộ cái bộ sản phẩm lên hình nó đẹp mức độ nào. Các sản phẩm của Thành Luân chúng tôi khi đã hoàn thiện lên thì nó đẹp không còn gì để chê. Mỗi tội cái thời gian thì thôi là nó hơi bị lâu và hay bị nhỡ với khách, rất mong khách thông cảm. Toàn bộ cái vân mặt bàn này là cái điểm nhấn tuyệt đỉnh của cái mặt bàn ăn gồm có 10 ghế một bàn này, mun hoa da báo vô cùng là đỉnh cao. Đây là một tấm gỗ chúng tôi xẻ tách làm đôi làm được cái mặt bàn ăn đỉnh cao vô cùng như này, hiếm có khó tìm. Ở clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Ở clip này chúng tôi chỉ dựa qua như này thôi.
toàn bộ là vân hoa từ mặt ghế đến mặt bàn, đẹp vô cùng và đỉnh cao. Bình thường là chúng tôi đang làm rất là nhiều những cái mẫu ghế ăn này, nhưng mà thường hay làm bàn tròn, bàn chữ nhật này giá trị nó rất là cao, cũng như là khách yêu cầu chúng tôi mới làm bàn chữ nhật, thường hay làm bàn tròn 10 ghế một bàn, và đây là bàn chữ nhật. Bàn này rất lớn, 95 x 2m4, rất là lớn. Ở phía trong kia là chiếc giường hồng trà mai gỗ vụng, được chạm hết sức là tinh xảo. Ngoài cái mẫu giường gỗ vụng ra, chúng tôi còn làm giường gỗ hương, gỗ mun. Nên xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.